Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con G8S và G8 thường bản hàn. Thì hai con này đều có 3 camera ở phía sau. Còn một cái bản nữa là bản G8X ấy. Thì bản G8X đây chỉ có hai camera phía sau thôi. Thì cái bản G8S này nó có cái gì hay ho ấy? Thì trước tiên về cái phần ngoại hình ấy, thì con G8S này này nó bề rộng ấy, nó to hơn một chút xíu này. Em nghĩ là nó phải to cỡ gầm con V50 ấy. Đấy, nó to hơn bằng này. Và cái chiều dài thì nó như nhau. Đó, và điều dễ nhận thấy nhất ở cái bản G8S này ấy, là cái mặt lưng của nó là mặt lưng bằng kính nhá. Bằng kính như kiểu bằng kính tráng gương ấy. Các bác có thể soi gương đằng sau được, các bác nhìn này. Đấy. Để nhìn thấy mắt em luôn. Đó. Còn cái bản G8 thường này thì không 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 thế đâu, không có như vậy. Đó, nó sẽ mờ hơn. Đó. Và cũng dễ nhận thấy nhất nữa ấy, là cái cụm cam của cái bản G8S này nó lồi lên. Đây các bác có thể thấy này. Đấy, nó lồi lên như kiểu thời con V40 ấy. Đấy, nó cũng lồi lên một chút xíu thôi. Y chang như con V40 thôi. Đấy, các bác có thể thấy không? Đó. Và cũng có cái vân tay ở phía sau, vân tay chỉ là vân tay thôi, không phải là cái vừa vân tay vừa nút nguồn nhé. Đó là vân tay. Đây còn đây là cạnh phải này. Cạnh phải thì con G8S ấy nó cái nút nguồn nó bố trí mãi lên trận tận trên cao trên này này, thì em như quá trình sử dụng em thấy là khá là khó sử dụng, nó hơi bị với tay, và xuống dưới là cái khe cắm sim đó. Còn con G8 thường thì nó bố trí hợp lý hơn, nút nguồn nó ở đây thì dễ bấm hơn các bạn đó. Và cạnh đây là cạnh trên, thì cạnh trên ấy cái con G8S cũng có một cái lỗ mic ở đây, con G8 thường lỗ mic ở đây. Còn đây là cái cạnh cạnh trái đây, cạnh trái thì cũng bố trí y như nhau thôi, có nút tăng giảm âm lượng này, nút gọi là nút Google Assistant đấy. Ngoài ra cái con G8 có một lỗ, đây gọi là lỗ thoát âm hay lỗ gì đấy, đến bây giờ mọi người vẫn chưa biết mấy. Đó, và đây là phía sau, bên cạnh đáy ấy thì như y chang như nhau thôi. Các bạn thấy này, y chang như nhau thôi. Vẫn có jack 3.5 nhé, lỗ mic, tai C và lỗ loa y chang như nhau luôn. Đó. Và đây là cái màn hình đằng trước, thì các bác có thể thấy này. Đây là cái con G8S này. Thì các bác có thể thấy là cái để mở 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 ra đã. Đây. Đây. Thì các bác có thể thấy này. Cái con G8S ấy nó có cái phần tai thỏ nó lớn hơn rất là nhiều. Tại vì nó phải chứa thêm cái cụm loa thoại ở chỗ này này. Thì con G8 thường ấy, con G8 thường nhé, nó không có loa thoại ở đây đâu. À, con G8 thường này, nó không có loa thoại, mà cái loa thoại nó là cái loa nó nằm ở khu giữa cái màn hình nhé, nó là loa kiểu cộng hưởng thôi đấy, ở giữa màn hình này này. Còn con G8 thường này thì con G8S này có thêm cái lỗ loa thoại ở đây, và cái lỗ loa thoại này ấy, nó nằm hơi lệch một chút xíu. Tuy nhiên thì quá trình nghe gọi thì vẫn bình thường rồi các bạn, không vấn đề gì cả. Và khi mà có cái loa thoại này ấy, các bác nghe gọi nó ổn hơn con G8 thường. Tại vì con G8 thường các bác phải áp cái tai vào giữa màn hình, còn cái con này thì các bác để bình thường thôi. Đấy, nó vẫn nghe được bình thường. Đấy, và ngoài ra ấy, về cái phần màn hình ấy, thì cái con G8S này ấy, nó như em thấy ở thực tế ấy, nó cái viền của nó dày hơn cái con G8 thường các bạn. Đây các bác có thể thấy này. Đó, nó dày hơn một chút xíu. Đó. Và ngoài ra các bác nào tinh ý sẽ nhìn thấy là cái mặt lưng của cái con G à quên cái mặt mặt trước của con G8S này này. Đây này các bác có thể thấy này. Khi mà từ cái khung nhá, cái khung viền nhá. Đây, cái khung viền này. Thì tiếp theo ấy nó sẽ là một cái giải như kiểu iPhone họ hay làm ấy, nó là cái giải bằng nhựa ấy, bằng nhựa nhé. Đấy, nó đỡ cái phần màn hình. Đấy, tiếp theo nữa mới là cái phần màn hình, nó như cái gioăng bằng nhựa ấy các bác. Đấy, như kiểu thời của bọn iPhone ấy, nó cái gioăng bằng nhựa, mà cái gioăng này nó khá là dày các bạn, nó khá là to. Đấy, các bác có nhìn rõ không? Nó hơi bị tối. Đây này. Khá là có nhìn các bạn. Đấy, chỗ nào dễ dễ nhìn các bạn nhìn.
Đây, cho gần lại một chút xíu nữa nhé. Thì đây này các bác nhìn thấy không? Cái phần khung này, xong đến cái phần gioăng nhựa này, xong rồi mới đến cái phần màn hình nhé. Và cái phần màn hình này ấy, nó không bo theo kiểu mà nó mềm mại theo kiểu nó liền lạc giữa cái gioăng đấy với cái màn hình đâu, mà cái màn hình nó lại cao hơn một chút xíu. Khi mà các bác rờ kiểu này này, nó sẽ bị cấn này, và các bác vuốt kiểu này cũng thế thôi, nó sẽ bị cấn như kiểu các bác đang bị dán cái cường lực ấy, nhưng cường lực UV ấy, nhưng không phải như thế đâu. Cái con này không dán gì cả, nhưng mà cái màn hình của nó cấu tạo như vậy, nó bị gờ lên một chút xíu, và điều này làm em khi mà vuốt kiểu này nó khá là không không hay đó. Vuốt kiểu này nó bị cấn các bạn, cấn như kiểu bị dùng cái cường lực UV ấy. Thì cái con G8S này nó chỉ là cái độ phân giải Full HD cộng thôi, còn con G8 thường này nó là 2K, cho nên cả trong cái phần cài đặt màn hình này này, con G8S nó không cho các bác tùy chọn cái độ phân giải màn hình đâu, như con G8 thường này thì có này đó. Và các bác có thể thấy là cái phần tay thỏ ấy, của con G8S ấy, nó trông nó to hơn và nó thô hơn, con G8 thường vẫn đẹp hơn các bạn. Và nhìn thực tế ấy, thì là cái màn hình của cái con G8 thường ấy, nó cũng đẹp hơn đó, các bác có thể nhìn thấy không, con G8 thường vẫn đẹp hơn, và cái con G8S ấy, nó hơi ngả vàng một chút xíu. Tuy nhiên ấy, nếu như không có hai con để so sánh ấy, thì các bác vẫn thấy là cái con G8S này màn hình nó vẫn rất là đẹp và không có vấn đề gì trong quá trình sử dụng cả. Và cái phần cạnh bên dưới này này, cái con G8S nó cũng dày hơn các bạn, nhìn nó cũng khá là thô. Em cầm quen cái con G8 thường này rồi, bây giờ cầm cái con G8S này nó cảm giác nó khó cầm hơn, khó cầm nắm hơn, và không được thoải mái bằng cái con G8 thường này. Thì hai con này đều đang chạy Android 10 nhé. Đây, cái mã của nó đây. Và cái con G8S này nó có cái hơn vượt trội, đó là cái việc mà nó có hai SIM các bạn. Đây, có hai số email này các bác có thể thấy không? Con G8S nó có hai số email, còn con G8 thường chỉ có một số email thôi. Cái điều này là cái điều mà cái fan LG nhà mình đang rất là mong chờ. Tại vì con G8 này và cái con V50 ấy, nó chỉ đều có một SIM thôi. Bây giờ chỉ cái con hai SIM ngon nhất bây giờ nó là G8S này và G8X nữa. Nhiều khi là cả con Velvet, con Wing nữa, nhưng mà cấu hình cao nhất thì hiện tại vẫn đang chỉ là con G8S này thôi. Đó, và con V60 nó cấu hình 865 đấy, nhưng mà nó vẫn chưa có hai SIM các bạn. Đấy, thì cái con G8S này, cái việc mà nó có hai SIM là cái điều mà tuyệt vời nhất và fan LG đang rất là mong chờ, nhưng mà mấy con G8 này và cái con V50 lại không có. Đấy, và thứ hai nữa ấy, là cái con G8S này nó không có tiếng Việt đâu các bạn. Đây, các bạn có thể thấy này. Em không rõ đây là cái bản của cái gì hay là nó như thế nào mà nó lại không có tiếng Việt các bạn. Đây, các bác có thể thấy này. Đó. Ở dưới khu này thường thường tiếng Việt ở khu này thì nó vẫn không có tiếng Việt. Đó. Thì điều này cũng khá là bất tiện cho các bác nào mà dùng không quen cái điện thoại LG. Chứ còn em mà dùng quen rồi, em thấy là tiếng Anh hay tiếng Việt thì nó vẫn thế thôi. Ok. Cái con G8S này vẫn có cái jack 3.5 nhé, nhưng mà nó lại không có hai file DC đâu. Đây, các bác có thể thấy này, vào trong cái mục âm thanh này đó, nó không có cái hai file DAC đâu, như con G8 thường này có này. Đây, các bác có thể thấy đây này, đây các bác có thể thấy nhá, con G8 thường này nó có cái hai file quad DAC đây này, còn con này không có đó. Thì em cũng đã nghe thử bằng cái tai nghe rồi. Cái con G8 thường cho cái chất cho cái âm thanh mà khi nghe bằng tai nghe ấy, nó hay hơn cái con G8S này nhé. Và cái âm thanh ngoài ấy, thì cái con G8S này này nó có thêm cái loa ở phía trước này này. Và bây giờ cái loa này nó cũng là một cái loa để mà phát loa ngoài đấy các bạn. Có nghĩa là âm thanh của con G8 này, G8S này nó là âm thanh stereo nhé. Và tuy như thế nhưng mà em thấy là cái chất lượng âm thanh cho ra của cái con G8S nó cũng không có cải thiện gì cả. Đây, các bác có thể nghe cái nhạc chuông của nó đây, cho cả hai con nhé.
Hai con nhảy xuống giống nhau. Đây, các bác có thể nghe con G8S trước nhé. Đấy, cho hết cỡ rồi. Đây là con G8S nhé. Đó. Đây, em sẽ cho con G8 thường này. G8S này, G8 thường này, đó. Cái con G8 thường này nó không có cái âm thanh stereo đâu, nó chỉ có âm thanh ở cái loa dưới này thôi, và hình như nó cũng có cộng hưởng một chút ở cái phần giữa này, nhưng mà em thấy nó không 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 phải là ghê gớm lắm. Nhưng mà em thấy là cái chất lượng âm thanh cho ra ở cái loa ngoài ấy, thì là cái con G8 thường nó vẫn ngon hơn. Tuy nhiên thì cái này cũng không quá quan trọng đâu, tại vì bây giờ em thấy là nếu mà nghe cái âm thanh bằng loa ngoài thì nó cũng không hay đâu. Cho nên các bác chủ yếu để khi mà có cuộc gọi đến hoặc có thông báo thì nó đủ nghe là được rồi. Về cái phần bảo mật ý, thì con G8S này này nó vẫn có cái bảo mật là FID nhé, và bảo mật bằng vân tay, bằng cái lòng bàn tay ấy. Thì cái lòng bàn tay thì em thấy là cũng không cần quá quan tâm, và em quan tâm là cái bảo mật bằng cái Face ID này này. Đó, thì cái con G8 thường cũng có. Đây, các bác có thể thấy này. Đấy, thì em đã đều đã cài đặt cái mở khóa bằng khuôn mặt rồi. Em sẽ thử cho các bác xem nhé. Đấy. Tắt ID này. Tắt ID này. Bây giờ em sẽ mở cùng một lúc nhé. 1 2 3. Đó, các bác thấy nó y chang như nhau luôn. Lại nhé. 1, 2, 3. Đấy, có khi nhấc chậm một tí thôi. 1, 2, 3. Ồ, con G8 thường hơi chậm một chút xíu các bạn. Không biết là do cái thao tác nhấc hay là như thế nào. Rồi, 1, 2, 3. Con G8 thường nó bị che mất cái camera của em các bạn. Đây, lại nè. 1, 2, 3. Ăn nhầm. 1, 2, 3. Con này chưa tắt các bạn. Rồi, 1, 2, 3. Đó, thì các bác có thể thấy này. Cái việc mở khóa bằng cái Face ID ấy, thì hai con này em đánh giá nó như nhau thôi. Tuy nhiên các bác có thể để ý này. Cái phần phần cam trước của cái con hai con ấy, thì cái phần cam trước của cái con G8S nó nhỏ hơn cái cam trước của con G8 thường. Và cái Face ID này nó cũng bố trí một cách hơi khác một chút xíu thôi. Đó. Tại vì nó có thêm cái loa thoại này. Đây là phần cụm Face ID, nó mờ mờ ở phía trong các bác. Con G8 thường các bác có thể không nhìn thấy đây. Con G8 thường này. Con G8 thường thì khó nhìn hơn các bạn. Đó, nó mờ hơn. Còn con này nhìn phát thấy luôn. Đó. Thì cái Face ID này hai con nó đều có và nó tốt như nhau các bạn. Về phần cấu hình ấy, thì hai con này đều có bộ nhớ trong là 128GB, có 6GB RAM và chạy chip là 855. Thì theo như cái thông số như vậy thì là hai con này nó mạnh như nhau. Tuy nhiên thì con G8S này cái độ vân giải màn hình nó thấp hơn một chút, dẫn đến là nó có thể là ngon hơn một chút xíu. Tuy nhiên em thấy nó như nhau thôi. Về phần camera ấy, thì hai con này đều có ba cái camera phía sau, một camera chính 12MP, một camera tele có 12MP và một camera góc siêu rộng. Thì cái góc siêu rộng ấy, của con G8S này nó có 13MP thôi, còn cái góc siêu rộng của cái con G8 thường này nó 16MP cơ. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng ấy, em cũng đã đi chụp bằng hai con này rồi, thì em thấy là cái chất lượng cho ra em thấy nó cũng xem nhau thôi. Còn cái camera trước này này thì các bác có thể thấy này, cái cụm camera trước của cái con G8S này nó nhỏ hơn rất là nhiều so với con G8 thường, nhỏ bằng nửa luôn ấy. Đây, con G8 thường nó to như này cơ mà. Đấy, và em thấy là cái camera trước của cái con G8 thường ấy có vẻ nó nhỉnh hơn một chút xíu các bạn. Đây, để cho các bác thấy là em cũng đã chụp một bức ảnh bằng camera trước vừa chụp xong đây. Đây, các bác có thể thấy này. Phóng lên một tí nhé. Đây, đây là con G8S nhé. Còn đây là con G8 thường này. Đó.
Thì nhìn ở trên cái video này có thể các bác không nhận ra, nhưng mà ở cái thực tế em thấy là cái con G8 thường này cho cái hình ảnh nó chân thực hơn và nó chi tiết hơn các bạn. Các bạn có thể thấy này. Đó thì như em đánh giá là cái con G8 hiện tại của nhà LG vẫn là cái con mà cho cái chất lượng camera trước tốt nhất. Đó. Và cái clip so sánh giữa hai camera của hai con này ấy, em sẽ làm sau đây thôi. Thì cho các bác biết được nó thực tế như nào, chứ còn một người đánh giá thì như em đánh giá thì có thể là nó không được chính xác cho lắm. Đó, tại vì cái đẹp xấu thì còn tùy mắt mỗi người nữa mà. Về phần pin ấy, thì con G8S này nó có dung lượng là 3550, còn cái con G8 thường này nó có dung lượng là 3500 thôi. Tuy nhiên ấy, cái con G8S này cái độ phân giải màn hình nó chỉ là Full HD thôi. Dẫn đến là theo lý thuyết ấy, thì là cái con G8S này nó sẽ cho cái thời gian sử dụng nhiều hơn. Nhưng mà như em sử dụng thực tế ấy, thì em thấy nó cũng như nhau thôi. Nó gần như không gì khác biệt cả. Và nó cái con G8 và con G8S này hiện tại vẫn là cái con LG mà cho cái thời lượng sử dụng rất là tốt, chỉ sau con sau sau con V60 này, V50 này và con Velvet thôi. Đấy, nó vẫn rất là tốt. Các bác mua cái con G8 này thì khỏi lăn tăn về việc pin các bạn. Nó cực kỳ ổn luôn. Thì chốt lại ấy, giữa hai con này ấy, thì em thấy là cái con G8S này ấy, ngoài cái việc nó hơn là hai sim ra ấy, còn gần như là không có cái gì nó hơn cả. Thậm chí nó còn thua kém ấy. Về màn hình nó cũng thua này, về âm thanh nó cũng thua này. Về pin thì nó xem xem thôi. Về camera ấy, thì nó cũng xem xem thôi. Cho nên là các bác nào mà đang lăn tăn giữa hai con này thì em nghĩ là các bác nên lấy cái con G8 thì tốt hơn, nếu như bác nào mà không có nhu cầu sử dụng hai sim nhé. Còn cái con G8 này nó có thêm nữa là nó có rất nhiều màu cho các bác chọn, và ngoài ra nó còn có cái nhiều bản nữa. Nếu các bác muốn rẻ thì mua bản Mỹ cho nó rẻ. Các bác thấy này, hai con này đều bám dấu vân tay nhiều như nhau cả, cầm lúc nãy từ lúc nãy đến giờ nó dày đặc cái dấu vân tay rồi, rất là bẩn. Thì các bác nếu bác đang còn lăn tăn giữa hai con này thì qua clip các bác cũng có thể là thấy được nó đang như thế nào. Rồi, ok, chào các bác.